Bão số 3 đã tan, nhưng hoàn lưu của bão vẫn đang ảnh hưởng rất lớn đến miền Bắc của nước ta. Ngập lụt, sạt lở diễn ra ở nhiều nơi, gây thiệt hại rất lớn. Bản tin nhật ký cuộc sống ngày hôm nay, ngày 9 tháng 9, xin dành toàn bộ thời lượng để thông tin về tình hình ảnh hưởng của mưa lũ và công tác ứng phó. Và xin được mở đầu với thông tin về vụ sập cầu Phong Châu. Vào lúc 10 giờ sáng ngày 9 tháng 9, cầu Phong Châu bắc qua sông Hồng trên quốc lộ 32C nối liền hai huyện Lâm Thao và Tam Đông thuộc tỉnh Phú Thọ bị sập. Theo Sở Giao thông Vận tải của tỉnh Phú Thọ, do ảnh hưởng của bão số 3 gây mưa lũ, nước sông Hồng dâng cao, lưu tốc dòng chảy xiết đã làm thay đổi địa hình, địa mạo dưới lòng sông và khiến cầu bị sập. Tại hiện trường, cầu Phong Châu bị đổ trụ T7 làm sập hai nhịp dàn chính của cầu là nhịp 6 và nhịp 7. Phần nhịp cầu đứt gãy nằm ngổn ngang dưới lòng sông Hồng. Theo lời người dân, thời điểm cầu sập, một số phương tiện đang di chuyển. Lúc đó là mình với mọi người đang ở trong cửa hàng thì nghe thì tiếng sập, mà nghe thì tiếng cái là cái tiếng vang rất là lớn. Thế thì mọi người thì mình nghĩ là chắc là xe tai nạn, thì mình mới ra thì thấy là không thấy cầu đâu nữa và cầu đã bị rơi xuống sông rồi. Lúc đó thì mình cảm thấy rất là sợ, với là cũng cảm thấy rất xa, tại vì có mấy chị ở quán nước gần đây cũng bảo là lúc đấy lưu thông ở trên đường là cũng có xe máy với là xe ô tô và là xe tải đấy. Tỉnh Phú Thọ đang phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải, Quân khu 2 và các lực lượng chức năng tích cực khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện và các biện pháp cần thiết để tìm kiếm người mất tích, cắm biển cảnh báo khu vực nguy hiểm, phân luồng giao thông và đảm bảo an ninh trật tự. Trời đã tạnh ráo, song công tác cứu hộ chưa thể triển khai ngay do nước sông chảy xiết. Quân đội đang lập các nhà dã chiến ở hiện trường. Công tác cứu hộ có thể kéo dài trong nhiều giờ nữa. Về thực tế, hiện tại bây giờ là dòng sông chảy rất xiết, cho nên là lực lượng cứu hộ cứu nạn của tỉnh và quân khu chưa có thể triển khai được. Chờ lúc nào nước rút và có lệnh thì chúng tôi sẽ triển khai các lực lượng cứu hộ cứu nạn của tỉnh và quân khu sẽ tiến hành trực tiếp và với công an tỉnh là trực tiếp là sẽ cứu hộ cứu nạn. Chúng tôi đang trích xuất và cố gắng từ giờ đến đêm nay qua các cái tin báo của người dân thì với số lượng chính xác. Bước đầu thì là có vài ô tô và vài xe máy đi trên cầu, và ngay vừa rồi tôi vừa nhận thông tin thì cũng là có chính xác lại có 2-3 xe máy, 2-3 ô tô là khi phát hiện ra thì quay lại. Chỉ có 1-2 ông bà già mới đi xe máy và 2 cháu nhỏ, là 2 cháu 19 tuổi là chắc chắn là bị gặp nạn. Cầu Phong Châu được khánh thành và đưa vào sử dụng vào năm 1995, gồm 8 nhịp. Trong đó có 4 nhịp giản đơn dầm bằng bê tông cốt thép giữ ứng lực, 3 nhịp giản thép và 1 nhịp giản đơn dầm bằng bê tông cốt thép thường. Cầu Phong Châu được sửa chữa nhiều lần. Lần gần đây nhất vào năm 2003, cử tri tỉnh Phú Thọ từng nhiều lần kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải đầu tư nâng cấp hoặc xây dựng cầu mới nhằm thay thế cầu Phong Châu. Song do nguồn vốn đầu tư công trung hạn chỉ ưu tiên bố trí các dự án trọng điểm, cấp bách, Bộ đã báo cáo Chính phủ ưu tiên bố trí vốn đầu tư dự án hoàn chỉnh quốc lộ 32C đoạn qua thành phố Việt Trì trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Sau khi thông tin về cầu Phong Châu, tỉnh Phú Thọ bị sập trong lúc có nhiều phương tiện đang qua lại, thì rất đông người nhà của các nạn nhân đã tập trung về hiện trường vụ việc với hy vọng biết được thông tin của người thân chính mình. Và khuôn mặt ai cũng thất thần và mong chờ phép màu sẽ đến với người thân. Và phóng viên Thanh Thúy đã có mặt tại hiện trường, thông tin chi tiết tới quý vị và các bạn về công tác tìm kiếm những người gặp nạn. Xin mời. Xin chào trường quay. Thưa quý vị, hiện tại thì tôi vẫn đang có mặt tại khu vực ở huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, ở nơi xảy ra vụ sập cầu Phong Châu vào sáng nay ngày 9 tháng 9. Hiện tại thì các cơ quan chức năng đã cứu sống được 5 người và số người mất tích thì vẫn chưa thể thống kê được. Theo chia sẻ của lực lượng chức năng thì hiện tại công tác cứu nạn cứu hộ vẫn chưa thể thực hiện được do nước sông đang chảy rất xiết và mạnh, và nơi tôi đang đứng thì bây giờ lại bắt đầu có mưa. Và trao đổi với các cơ quan chức năng thì được biết là hiện tại thì tại hiện trường các lực lượng có các lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, lực lượng cứu hộ, cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, quân đội, lực lượng dân quân địa phương và tham gia tìm kiếm cứu nạn ứng trực tại vùng hạ lưu. Lực lượng chức năng thì cũng đã trích xuất camera và tìm những cái thông tin của những cái người dân và những cái phương tiện di chuyển trên cầu trong cái thời điểm mà cầu sập.
Trước mắt thì ngoài xác định 2 đến 3 ô tô, còn có một người già và hai cháu nhỏ đi trên cầu. Nhưng con số chính xác và cụ thể thì cũng chưa thể thông tin được. Các thông tin công bố trước đó chỉ là dự báo và đánh giá. Bước đầu, tỉnh đang chỉ đạo rà soát đánh giá các hộ gia đình gặp nạn để động viên hỏi thăm các nạn nhân trong bệnh viện. Và những cái thông tin tiếp theo của vụ sập cầu thì chúng tôi sẽ gửi đến quý vị tại các bản tin sau. Xin trả lại trường quay ạ. Vâng, xin cảm ơn phóng viên Thanh Thúy. Thưa quý vị và các bạn, còn trong ngày 9 tháng 9 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công điện yêu cầu các bộ ngành địa phương tập trung khắc phục sự cố sập nhịp cầu Phong Châu, tỉnh Phú Thọ và ứng phó khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét tại các tỉnh miền núi Trung Du Bắc Bộ. Theo đó, Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất đến thân nhân các gia đình người bị nạn, chia sẻ với những khó khăn, mất mát của nhân dân vùng bị ảnh hưởng bởi mưa bão lũ. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phước cùng lãnh đạo các Bộ Quốc phòng, Công an, Giao thông Vận tải, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến ngay hiện trường để phối hợp với Bí thư và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ chỉ đạo kiểm tra, triển khai ngay công tác khắc phục sự cố sập nhịp cầu Phong Châu, tập trung công tác cứu hộ cứu nạn đối với những nạn nhân vụ sập cầu. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh Lào Cai, Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Lạng Sơn tiếp tục tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt, kịp thời, hiệu quả công tác ứng phó sạt lở đất, lũ ống, lũ quét và ngập lụt với những chỉ đạo cụ thể nêu rõ trong công điện. Liên quan đến việc cấp cứu cho các nạn nhân của vụ sập cầu Phong Châu, Phú Thọ, trưa ngày 9 tháng 9, các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức đã hội chẩn cấp cứu trực tuyến đưa ra phác đồ điều trị cho những bệnh nhân nặng. Trung tâm Y tế huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ đang cấp cứu cho 3 bệnh nhân của vụ sập cầu. Trong số này, có một trường hợp bị chấn thương nặng, đó là nam bệnh nhân 40 tuổi, đi xe máy trên cầu, ngã rơi xuống nước do cầu sập. Trôi xuôi dòng về Hưng Hóa, giạt vào bờ được người dân vớt lên. Bệnh nhân vào viện trong tình trạng hoảng loạn, đau đầu, xe phổi nhỏ ở thùy dưới phổi phải. Bệnh nhân đã được Bệnh viện Việt Đức hội chẩn liên chuyên khoa, hướng dẫn đội ngũ bác sĩ tuyến dưới, xử trí các tổn thương cho người bệnh, tiếp tục theo dõi và có các phương án điều trị về thần kinh, tim mạch lồng ngực, chấn thương, tiêu hóa. Ngoài ra, có hai bệnh nhân khác đến viện trong tình trạng xây xước nhẹ, cũng đang tiếp tục được theo dõi và động viên tinh thần tại Trung tâm Y tế huyện Tam Nông. Bệnh viện Việt Đức cho biết, đơn vị này sẽ đảm bảo đường truyền telemedicine được kết nối thông suốt giữa Bệnh viện Việt Đức với các điểm cầu tại Phú Thọ, Trung tâm Y tế huyện Tam Nông, Trung tâm Y tế Lâm Thao, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ để kịp thời hội chẩn tư vấn, hỗ trợ xử trí qua hệ thống khám chữa bệnh từ xa. Sự cố sập cầu Phong Châu ở Phú Thọ khiến nhiều người vô cùng bàng hoàng. Công tác tìm kiếm các nạn nhân vẫn đang tiếp tục diễn ra. Báo cáo của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Thọ liên quan đến vụ sập cầu Phong Châu cho biết, bão số 3 đã gây ra mưa lũ khiến nước sông Hồng dâng cao, lưu tốc dòng chảy xiết đã làm thay đổi địa hình lòng sông và kéo đổ trụ T7 và làm sập hai nhịp dàn chính của cầu là nhịp 6 và nhịp 7 vào lúc 10 giờ 02 phút ngày 9 tháng 9. Và lần gần đây nhất cây cầu được sửa chữa là vào năm ngoái, năm 2023. Trong báo cáo, Sở Giao thông Vận tải Phú Thọ khẳng định cầu Phong Châu đã qua nhiều đợt sửa chữa, lần gần nhất là năm 2023. Còn cách đó 10 năm, năm 2013, cầu Phong Châu từng được thay 4 dầm bê tông thường bằng 4 dầm bê tông cốt thép dưỡng lực, dán sợi thủy tinh và sợi carbon gia cường, thay bu lông cường độ cao bị đứt gãy, thảm lại mặt cầu, thay khe co giãn. Theo kết quả kiểm định sau khi sửa chữa, cầu không phải cắm biển hạn chế tải trọng. Năm 2019, cầu Phong Châu được xử lý sói lở, gia cố trụ cầu. Năm 2023, cầu tiếp tục được sửa chữa nhỏ gồm tẩy rỉ, thay khe co giãn, sơn lại lan can và kiểm định cầu. Riêng trụ T7, trụ cầu vừa bị đổ sập trong sự cố vào năm 2019, từng được tăng cường 8 cọc khoan nhồi bê tông cốt thép, mở rộng bệ trụ bằng bê tông cốt thép, gia cường khả năng chống va xô bằng biện pháp nối cứng hai thân trụ.